Và chương trình Thế giới số tuần này sẽ mang đến những thông tin vô cùng thú vị với những tin chính như sau. Microsoft đẩy mạnh các ứng dụng đám mây tại Việt Nam. Triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 5 về công nghệ thiết bị thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Đại học Michigan nghiên cứu công nghệ in nano tạo nhãn chống hàng giả. Trong chuyên mục Bạn có biết, mời quý vị cùng xem phóng sự tìm hiểu đội vô địch ABU Robocon 2014. Với phần thích thì lick, mời các bạn cùng xem hướng dẫn về cách thiết lập mật khẩu cho tập tin PDF trong Microsoft Word. Vừa qua, Microsoft Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu về công nghệ đám mây của hãng tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngoài bộ phần mềm văn phòng theo công nghệ đám mây là Office 365 khá quen thuộc với người dùng Việt Nam, dịp này, các chuyên gia Microsoft cũng giới thiệu Microsoft Azure được xem như là một hệ điều hành đám mây của tương lai. Microsoft Azure là một nền tảng điện toán đám mây mở và linh hoạt được Microsoft xây dựng và quản lý. Người dùng hay doanh nghiệp có thể tạo ra các dữ liệu, ứng dụng hoặc tích hợp đám mây riêng của mình vào hệ thống đám mây rộng lớn này. Hiểu theo một cách khác, Azure chính là một dạng hệ điều hành đám mây của Microsoft. Không như một hệ điều hành thông thường, ưu điểm của điện toán đám mây là mở rộng sự tích hợp cho mọi nền tảng và hỗ trợ mạnh cho di động. Do đó, nếu người dùng có sử dụng các nền tảng khác nhau, thiết bị phần cứng khác nhau thì vẫn dễ dàng tích hợp được vào hệ thống này. Đây là một dạng hệ điều hành của tương lai. Buổi hội thảo cũng giới thiệu một số thiết bị phần cứng sử dụng nền tảng Windows và các ứng dụng đám mây được nâng cấp bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ người dùng tại Việt Nam.